sợ gì vậy anh? Sợ em không có áo dài nào mà mặc vừa hết nè. Không có áo dài chuối á. Anh đang chăm đi từ đây tới tốt, em xin nhịn ăn. Vậy hả? Ừ. Ngày ăn một cử thôi. Cái sai của em khó kiếm lắm. Hả? Cái sai của em khó kiếm á. Mùa xuân chưa lá vé cầm trên tay thì cùng ủng hộ chị em tiếp tục qua dòng lời lá vé là 10.000 đồng nhé.